Mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi sáng ngày 14 tháng 12. Thì đến với clip buổi sáng ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có sưu tầm được 3 cặp bình gốm lá thiêu cực kỳ đẹp nha cả nhà mình ha. Đây, hôm nay có sưu tầm được 3 cặp vừa về tới để quay lên giới thiệu cùng cả nhà mình ha. 3 cặp này cực kỳ đẹp nha. Đó, đây cả nhà mình xem. Hôm nay có sưu tầm được 3 cặp còn liền lạc lành lặn rất là đẹp. Và cặp số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình, đây là một cặp bình đắp nổi với một cái tích rất là hay, sen cá. Đây cả nhà mình cùng xem ha, quay cận cảnh cho cả nhà mình cùng xem nha. Sen cá ha, đây rất là đẹp nha, được đắp nổi cực kỳ công phu, cực kỳ đẹp. Gốm lá thiêu xưa nha, đó có những chú cá này được đắp nổi lên trên ha. Cặp bình đây rất là nặng nha. Ở đáy đây sen ha, liền luôn nha. Đây là sen, hoa sen là những con cá trên đây nha, rất là đẹp. Đây hoa sen đây, đó gốm đắp nổi cực kỳ công phu, cực kỳ nét, cực kỳ đẹp ha. Hôm nay có 3 cặp, cặp đầu tiên là cặp cái tích là sen cá gốm đắp nổi thì cả nhà mình cũng biết rồi ha, cực kỳ hiếm gặp nha và cực kỳ công phu đó. Và cặp đầu tiên này thì chiều cao tổng thể của cặp bình sen cá này là tầm có khoảng là 60. Đây cả nhà xem ha, 60 nha. Đường kính miệng là có khoảng là 26. Đây. Tích cực kỳ hay nha, tích thuần Việt nha. Hoa sen ha. Cực kỳ đẹp. Đắp nổi. Đây cả nhà xem, quay cận cảnh cho cả nhà xem ha. Và cặp này thì có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó, là 8 triệu đồng, 8 triệu đồng cho mã số 1. Trong video ngày hôm nay, đây là mã số 1 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và tiếp theo mã số 2 thì cuối ngày hôm nay cũng về được một cặp đắp nổi luôn nha. Đó, cặp này là có một cái tích rất là hay. Và hoa mai nha, hoa mai và những chú chim ở đây. Rất là nặng, rất là to, một cái dáng rất là độc lạ luôn ha. Đây cái nhà mình xem ha, cũng là đắp nổi luôn nha. Hình ảnh là đây cái nhà mình xem, đây hình ảnh là những chú chim ha, hoa mai đắp nổi rất là nặng. Và cặp này thì chiều cao tổng thể là có khoảng là 60, gần 64 cm, đường kính miệng là 16, một cái dáng rất là độc lạ luôn nha. Đó, đây cái nhà mình xem ha, Tết về mua một cặp về trưng bày thôi khỏi chê, đắp nổi rất là dày dặn, rất là nặng. Đây cái nhà mình xem ha, em quay cận cảnh cho cả nhà mình xem nha. Ở đây là liền lạc hết luôn nha, lành lặn luôn, được đắp nổi rất là liền. Đó, và một cặp này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là cũng có giá giao lưu cả nhà mình là 8 triệu đồng. Đó, 8 triệu đồng cho cặp bình mã số 2 ngày hôm nay, gốm đắp nổi nha. Và mã số 3, cặp bình số 3, đây là cũng là một cặp bình, nó có một cái tích rất hay nha, tùng hạt. Men là men gạn theo thời gian, cả nhà mình xem ha, rất là đẹp nè, men gạn theo thời gian cực kỳ đẹp nha. Nó có một cái tích rất là hay, tùng hạt rất là đẹp, rất là to, dáng cũng rất là độc lạ luôn. Đó, đây cả nhà mình xem ha, dáng rất là đẹp nha. Và chiều cao của cái cặp này thì nó lên là khoảng 65 cm. Đó, bề ngang là tầm có khoảng là 25, rất là đẹp. Bỏ qua những cặp này thì thôi khỏi chê, bỏ qua cặp này rất là tiếc nha, rất là đẹp nha, hết sảy luôn ha, khỏi chê vào đâu được nha. Đây cái nhà mình xem. Và cặp này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 6 triệu rưỡi cho một cặp bình mã số 3 ngày hôm nay, có một cái tích là tùng hạt. Đó, cực kỳ đẹp nha. Sau đây là tổng quan lại ba cặp bình cho mình xem ha, siêu phẩm của ngày hôm nay nha. Sen cá và hoa mai và chim nha. Và bên đây là tùng hạt, tích rất là hay, cái này về để vô nhà là mang nhìn thấy là mang đậm phong cách cổ điển nha, cực kỳ đẹp. Có 3 cặp này thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em ha. Một lần nữa chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại 3 cặp bình của ngày hôm nay nha, tùng hạt, chim hoa mai, rồi sen cá. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp qua bên Đồ Cổ Cần Thơ giúp em nha. Địa chỉ của em là đường số 4 trung tâm thương mại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nha cả nhà ha. Đây là tổng quan cửa hàng của em nha, mình có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem ha. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ bên Đồ Cổ Cần Thơ của em ha.
xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, tiếp theo mã số 4 trong video ngày hôm nay thì cũng là ba cái dĩa gốm Biên Hòa cực kỳ đẹp cho cả nhà mình ha. Đây là mã số 4 có trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Với ba cái tích khác nhau cực kỳ đẹp. Dĩa này rất là to khủng ha. Và cái tích đầu tiên nó có tên là Phúc Lộc Thọ, bao gồm ba ông Phúc Lộc Thọ đây, cả nhà mình cùng xem nha. Men là men gạn theo thời gian, cực kỳ đẹp. Hôm nay là em có sưu tầm được ba cái để gửi đến cả nhà mình ha. Và mỗi một cái nó có những cái tích đây như là Phúc Lộc Thọ. Bên đây là chợ quê nha, ở chợ Tết ha. Và một cái tích là thánh giống, thánh giống đánh giặc ơn. Thì có ba cái dĩa, mỗi một cái dĩa gốm Biên Hòa nha. Mỗi cái đường kính là rất là to, 50cm, men gạn theo thời gian. Đây cả nhà mình xem đây, rất là đẹp ha. Men là men gạn theo thời gian rồi nha. Phúc Lộc Thọ nha, rồi chợ quê và thánh giống. Thì mỗi một cái như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Mỗi một cái như thế này có giá giao lưu với mình là 2.200.000, là bao phí ship toàn quốc cho mình ha. Rất là to, rất là đẹp. Đây cả nhà mình cùng xem nha, xem kỹ ha, rất là hay nha. Có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp em ha. Đây là mã số 4 có trong video ngày hôm nay mà bên kênh đồ cổ Cần Thơ của em giới thiệu cùng cả nhà mình. Và qua mã số 4 thì bên cạnh đó thì cũng có một số loại đồ đồng để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Và đi vào từng nội dung của bên đồ đồng ha. Thì mã số 5 là bữa nay em có sưu tầm được một tượng Tôn Ngộ Không nha. Tôn Ngộ Không cho mã số 5 của ngày hôm nay, chất liệu bằng đồng. Đó, đây là tác phẩm Tôn Ngộ Không mã số 5, Tôn Ngộ Không Hàng Long. Tổng trọng lượng là 9kg. Rồi, chiều cao tổng thể của Tôn Ngộ Không là khoảng là 50cm. Bề ngang là tầm có khoảng là 24 ha. Chất liệu bằng đồng. Và Tôn Ngộ Không của ngày hôm nay thì có giá giao lưu với cả nhà mình, tác phẩm Tôn Ngộ Không là 3.800.000. Đó, chất liệu bằng đồng, đây cả nhà mình cùng xem nha. Rất là đẹp ha. Đây là mã số 5 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đó, đây là mã số 5 nha. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì lên cho cả nhà mình nè. Phật Di Lạc cho mã số 6 rất là to. Đó, đây là Phật Di Lạc. Di Lạc chúc phúc. Hình ảnh tượng Phật Di Lạc chúc phúc có tổng trọng lượng là khoảng 20kg. Chất liệu bằng đồng. Tượng này thì cao là 50cm. Bề ngang của tượng là tầm có khoảng là 27, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 6 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 6. Mã số 6 thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 6.500.000. Đó, 6.500.000 cho tượng Di Lạc chúc phúc của ngày hôm nay, chất liệu bằng đồng. Cực kỳ đẹp. Đây là mã số 6. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ em ha. Rồi, tiếp theo. Mã số 7 là một những tác phẩm cực kỳ hay, đồ Long Ký. Đó, đây là một tác phẩm rất là hay nha. Đây là một tác phẩm đồ Long Ký. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 6 kg. Cho mã số 7. Chiều dài tổng thể là có khoảng là 63. Rồi chiều cao là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Và mã số 7 có giá giao lưu với cả nhà mình, tác phẩm đồ Long Ký như thế này. Đó là 3.500.000 nha. 3.500.000 cho tác phẩm đồ Long Ký mã số 7. Thì rất là dày, rất là nặng, rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một chiếc thuyền thượng bồm xuôi gió ha. Đây là một chiếc thuyền thượng bồm xuôi gió rất là to. Mã số 8 tổng trọng lượng là 6kg. Và chiều cao tổng thể là 37. Bề ngang là có khoảng là 45, chất liệu bằng đồng. Và mã số 8 của ngày hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình. Mã số 8 thượng bồm xuôi gió là 3.900.000, bao luôn phí ship toàn quốc nha. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ em ha. Đây là mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay thì còn được một tượng Đạt Ma nha, mã số 10 ha. Tượng Đạt Ma sư tổ, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 8 kg 8. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng 50cm. Bề ngang là có khoảng 17, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình, tượng Đạt Ma 4.500.000 cho mã số 10 của ngày hôm nay. Và mã số 11 là mã số cuối cùng trong video hôm nay, là giới thiệu với cả nhà mình còn được một con rồng ha, cho mã số 11. Cũng là mã số cuối cùng nha. Gửi đến cả nhà mình ha, rồng ôm châu có tổng trọng lượng là 11kg.
Đây cả nhà mình xem đây, một tác phẩm gồng ôm trâu rất là to. Và chiều dài tổng thể là 37, rồi chiều cao là khoảng 30, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao luôn với cả nhà mình là 3,5 triệu. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ bên Đồ Cổ Cần Thơ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.